Rồi, xin chào anh chị và các bạn trở lại với chuyên ống xe hơi. Đây, trên tay em là chìa khóa của Mercedes GLK 2014. Đây là GLK 250 nhé. AMG gần như là phiên bản full cao cấp nhất rồi. Đời này thì gần như là sẽ là đời cuối cùng trước khi chúng ta chuyển qua mẫu súp đỉnh đám GLC. GLK AMG 2014 đây thì xe này bọn em là xe cũ bày bán tại Hà Nội K, địa chỉ 99 Thành Thái của Hà Nội. Thì xe đi 7 vạn 1 7 năm, đi 7 vạn 1 là mỗi năm đi 1 vạn. Giá chào bán hiện nay bọn em chào 1 tỷ 020 triệu. Xe thì chắc chắn rồi, đã là xe cũ thì bên em sẽ cam kết là xe đẹp, không đâm đụng ngập nước, máy nguyên bản theo xe. Quý anh chị hoàn toàn có thể kiểm tra tại bất kỳ đại lý Mercedes chính hãng nào trên toàn quốc, và bên em có cam kết phạt nguội bằng văn bản nhé. Rồi, với phiên bản này thì chúng ta có một số chi tiết của bộ AMG body kit độ theo xe, như là la răng này, bậc này, hay là ốp phía trước hay ốp cản trước, cản sau. Đó, từ 2014 thì cái mẫu này đã được trang bị sẵn ghế da, cửa sổ trời, chỉnh ghế, phanh an toàn, các thứ là gần như là đủ hết rồi. Nó là bản full của cái mẫu súp 5 chỗ trước khi chúng ta ra mắt GLC. Này. Rồi, đèn cầu bi halogen này. Đấy, đây là chúng ta là rửa đèn nhé. Mẹt xe Đức thì đa phần là có đầy đủ luôn rửa đèn, cảm biến. Đây, giờ móc nối thì chỗ này. Đó là, thấy sao? GLK 2014, mỗi năm đi 1 vạn. Rồi, mình xem qua chỉ này. Đây, em quay keo chỉ này. Rồi, nội thất của GLK AMG mẹt cũ thì đa phần tất cả đều chỉnh điện và chỉnh hết ở trên cửa lái nhá. Chúng ta có 3 vị trí nhiều ghế này, gương chỉnh điện này. Đấy, đến cái hệ thống cửa gió điều hòa chúng ta cũng là hình ngôi sao 4 cánh. Đây là vân carbon nhá. Xe Đức thì chắc chắn rồi, chúng ta có một hệ thống điện cực kỳ khủng. Cái này bác nào làm thợ thì sẽ biết luôn. Và trên phiên bản cao cấp nhất GLK 250 AMG này, chúng ta có cái lẫy chuyển số này. Anh chị em nào đi lẫy chuyển số trên Mac rồi thì mà bảo sang mấy cái hãng xe khác ấy, mà nhất là xe mới như bây giờ mà bảo đọ được ấy, thì hơi khó, cực khó luôn. Ghế da này vẫn rất đẹp. Cụ thể về xe hay giá cả thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua line đang đính kèm trên màn hình. Giá có thể thương lượng khi quý anh chị đáp ứng được đúng cái nhu cầu mua xe của mình. Bên em lúc nào cũng sẽ sẵn sàng đón tiếp và xem xe nếu như xe còn bán nhá. Thông thường thì bên em xe khoảng 2 đến 3 ngày thôi là sẽ bán được rồi, cũng khá nhanh. Vì như em đã nói trong video trước, không sợ chào giá cao, chỉ sợ không mua được xe đẹp mà bảo giá cao cho anh chị thôi. Đấy. Nhìn thì tưởng nó là chìa khóa thông minh đúng không ạ? Chúng ta cài vào đây bấm nhá. Xe thời điểm trước thì vẫn sử dụng công nghệ như vậy. Đó, keo chỉ ở theo xe. Anh như nào thì anh chị vui lòng đến trực tiếp xem giúp em. Vì showroom mới cũng hơi chật. Đấy, em sẽ quay cụ thể chi tiết trong những cái xe sau. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.